Thì bây giờ chúng tôi xin mời anh Nguyễn Thành Nguyên lên đây để trình bày cái giai đoạn đó cho quý vị biết thêm mọi chi tiết. We would like to invite our Vice President, Mr. Nguyễn Thành Nguyên. He's going to tell us the progress, how we select the sculpture outside. This is a lengthy, but it's a very fair process that we have done over a year. So here, Mr. Nguyễn Thành Nguyên. Thank you. Cảm ơn Duy, cảm ơn cô Diễm Hương. Dạ, thưa các anh chị, tôi cũng rất là bối rối khi gặp tất cả các anh chị trong một ngày quan trọng như thế này. Thì tôi xin báo cáo với các anh chị về cái quá trình làm sao mà chúng ta sẽ đi đến để lựa chọn được cái bức tượng đài hiện giờ đang ở đây. Dạ, dạ thưa các anh chị, thì sau khi mà hội tưởng niệm thuyền nhân được thành lập năm 1976 thì đến năm 1977 chúng tôi đã bắt đầu đó là làm được cái sườn 2017. Dạ tôi xin lỗi, bữa nay bối rối quá. Dạ, dạ vâng. Thì bắt đầu đó là cái công trình để mà tuyển lựa được cái tác phẩm ở đây đó thì bắt đầu từ tháng 3 năm 2017 và nó kéo dài một năm cho đến năm 2018 thì tôi có được cái mẫu tượng đài mà chính tôi phải đi San Diego ở bên Mỹ để mà lấy cái khuôn về ở đây. Dạ vâng. Dạ thưa các anh chị đó, thì tháng 3 năm 2017 chúng tôi đã có cái thể lệ thi. Dạ. Với một cái mục đích rõ ràng đó là cái bức tượng đài này đó nó phải nói lên được cái ý nghĩa về cái việc thuyền nhân. Tự nhiên là tại sao chúng ta có ở đây, cũng như là những cái nỗi cực khổ, cũng cái nỗi vui mừng hay là cái nguy hiểm ở trên đó. Một phần nữa là chúng ta cũng muốn nói lên được cái sự mà cảm ơn của tất cả những cái nước đã rộng lòng để mở rộng tầm tay để cứu giúp tất cả những người thuyền nhân chúng ta. Và sau chót đó, thì là mình đi, mình muốn có một cái công trình để mà nhớ đời cho đến cái thế hệ mai sau, là họ, những cái con cháu chúng ta, để cho họ biết là lý do tại làm sao mà chúng ta phải rời bỏ quê hương để đi tha phương cầu tự. Đó là ba cái đó. Thì chúng tôi có lập được một cái điều lệ rất là rõ. Dạ. Thì ở đây tôi cũng không muốn dài dòng, nhưng mà để cho nó được gọi như là công bằng đó, thì ban quản trị chúng tôi không có một cái quyền quyết định nào ở trong cái việc chọn lựa này hết. Mà cái quyền chọn lựa đó là do một ban tuyển chọn gồm 12 quý vị, đủ mọi thành phần, nghệ sĩ có, họa sĩ có, nhạc sĩ có, rồi những cái người hoạt động cộng đồng cũng có nữa. Thì các anh chị đó họ đã làm việc rất là tích cực trong khoảng chừng một nửa năm, trong thời gian một nửa năm để mà đã lựa được một cái bức tượng mà như các anh chị thấy ở đây. Thì tôi cũng xin tóm tắt lại đó là tổng cộng từ hồi bắt đầu từ tháng 3 năm 2017 chúng tôi bắt đầu ra thông báo là có cuộc tuyển chọn, thì trong vòng 3 tháng đó thì chúng tôi có được 8 người ở trên toàn thế giới, một số phần lớn là ở Canada, nhưng mà cũng có một vài người ở Mỹ, và đặc biệt đó là có một người ở Việt Nam. Dạ. Người đó là một điêu khắc gia rất là nổi tiếng. Anh đó là tác giả của cái bức tượng Tiết Thương đó các anh chị. Dạ. Thì tổng cộng lại như vậy đã 8 người, và sau 3 tháng để mà liên lạc đó, thì chúng tôi nhận được tổng cộng lại là 12 tác phẩm. Cái 12 tác phẩm là tại vì có 3 người gửi đến 3 tác phẩm, và có 2 người gửi đến 2 tác phẩm đó. Thì trong tổng số cái tác phẩm đó thì ban tuyển chọn sau khi mà đã
nhìn hết tất cả những cái bản vẽ đó thì đã đồng ý đó là chọn ra 5 cái tác phẩm mà như các anh chị thấy ở đây để mà trình bày trong cái buổi gây quỹ đầu tiên. Tôi nhớ hình như là tháng 7 năm 2017, chứ không phải là 1900. Năm 2017 là cái buổi gây quỹ đầu tiên thì chúng tôi đã lựa được 5 cái tác phẩm như các anh chị đã thấy đó. Và sau đó, đó thì trong suốt khoảng chừng 3-4 tháng thì toàn thể ban quản trị, ban tuyển chọn đó, gồm 12 vị đó đã hoạt động ngày đêm. Và cuối cùng đó thì đã chọn được cái bức tượng như các anh chị đã thấy. Và cái bức tượng này đó thì cũng đã trưng bày ở trong cái buổi gây quỹ kế, là cái buổi gây quỹ năm để mà năm Canada, dạ vâng, năm 2018, dạ vâng, là mừng Canada 150 tuổi. Thì trong buổi đó chúng tôi đã trình bày cái đó. Và sau đó đó thì ông thì đã được tuyên bố là cái người, cái bức tượng được bình chọn là chính là ông điêu khắc gia Vivi, và ông cũng là một họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam ở San Diego. Và đến tháng 8, tháng 9 gì đó đó thì bức tượng đã được hoàn tất và tôi đã trở về Toronto để đem đúc. Thì cái việc đúc như vậy đã mất khoảng chừng gần một năm. Và như vậy đến năm 2019 thì bức tượng đã được đem install ở trong cái vị trí này. Thì trong đó, đó thì tôi cũng phải nói đó là ở đây thì tôi cũng biết nói gì hơn là tất cả các anh chị mà ở trong ban tuyển chọn nó đã làm việc rất là cực khổ trong 6 tháng trời. Tôi biết đó là đã có những cái đêm mà các anh chị đó đã từng phải đến làm việc đến khoảng chừng 1-2 giờ sáng để mà bàn cãi từng chi tiết một đó các anh chị để lựa chọn đó. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn là tôi xin chân thành cảm tạ tất cả những anh chị ở trong ban tuyển chọn đã làm việc rất đắc lực để làm ra để lựa chọn được cái tác phẩm này một cách rất là chính xác. Dạ. Nhiều. Dạ vâng, như vậy cũng xin lợi dụng cái dịp này để cảm ơn anh chị Vinh Hương. Dạ vâng, để xin chút nữa. Dạ. Chút nữa mời các anh chị ra để nhìn cái quality của cái công trình của các anh chị. Dạ vâng. Dạ. Vâng, tôi xin dứt lời ở đây. Xin cảm ơn tất cả các quý vị.